Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng mà nó rất là phù hợp với anh em creator của chúng ta. Với những bạn nào mà chúng ta muốn quay clip, quay video nhưng chỉ có một mình thì các bạn có thể sử dụng cái phương án này. Đây là một cái phương án để mà các bạn có thể sử dụng những cái chiếc iPhone và đi kèm vào đó là một cái chiếc iPad. iPhone thì sẽ dùng để quay, còn iPad thì sẽ dùng để check góc. Đây là một cái app mà mình đã thấy rất là lâu rồi, cũng đã thấy anh em review khá là nhiều. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình mới có cái điều kiện để mà gom được bao nhiêu đây thiết bị để mà chia sẻ cho các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên, đây là cái ứng dụng tên là Final Cut Camera. Các bạn sẽ cài ở trên iPad và trên iPhone. Và mình sẽ nói về trên iPhone trước nha, tại vì đây sẽ là cái thiết bị được chúng ta dùng để mà quay, cho nên mình sẽ nói về nó. Đầu tiên, các bạn có thể thấy ở cái giao diện này chúng ta cũng sẽ khá là dễ dùng, thì ở bên trái là cái mức dung lượng còn lại trên cái chiếc iPhone của các bạn để chúng ta có thể quay. Ở bên phải thì chúng ta sẽ có sóng âm. Ở cái phần dấu răng cưa này thì các bạn có thể chỉnh một vài những cái thông số cơ bản như là ở trên phần camera mặc định ở trên iPhone thôi. Tiếp tục là phần tune và cuối cùng là audio thì các bạn có thể chọn là device, hoặc là các bạn nếu như mà chúng ta cắm mic và thu mic ngoài thì các bạn sẽ có một cái option khác ở đây để mà các bạn có thể chọn. Và tiếp theo ở bên dưới á, thì chúng ta cũng sẽ có cái sự lựa chọn là về camera 13mm nè, 24mm là góc 1x và cuối cùng là 77mm. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có cho các bạn tùy chỉnh về khóa xoay nè, tiếp theo là lấy nét tự động hoặc là lấy nét bằng tay. Đó. Tiếp theo thì các bạn cũng có thể tăng chỉnh được ISO nè, về độ sáng nè. Và cuối cùng là các bạn có thể tùy chỉnh được cân bằng trắng. Đó, các bạn muốn vàng, xanh gì đó thì các bạn sẽ kéo theo cái thanh này. Rồi, và đây sẽ là cái phần quan trọng nhất khi mà các bạn tích vào cái ô bên trái. Và khi mà các bạn bấm vào cái ô này á, thì chúng ta có thể connect được 4 chiếc iPhone và iPad để mà các bạn có thể quay video bằng iPhone và sau đó các bạn có thể check frame ở trên iPad. Giới thiệu bằng iPhone thì đã xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với iPad nhé. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ cần phải cài cái ứng dụng tên là Final Cut Camera. Nhưng các bạn cần phải lưu ý là chúng ta sẽ phải cài thêm một cái ứng dụng nữa là Final Cut Pro để các bạn có thể sử dụng hai cái ứng dụng này chung. Và đương nhiên là hai cái này chúng ta đều cài ở trên App Store thôi, nhưng bắt buộc nó phải có để mà các bạn có thể kết nối nó được với nhau. Và khi mà các bạn tải xong rồi thì chúng ta sẽ cần những cái điều kiện sau đây để mà các bạn có thể kết nối được những cái thiết bị này vào chung một nguồn và chúng ta có thể coi được frame ở trên cái iPad của chúng ta. Đầu tiên nhé, các bạn sẽ phải có chung một cái iCloud hết ba cái thiết bị này. Cái thứ hai, các bạn sẽ phải bật Bluetooth và chúng ta sẽ phải xài chung một cái dữ liệu Wi-Fi, có nghĩa là ở đây mình sẽ xài chung Wi-Fi ở văn phòng hết nè. Rồi, và điều tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải mở Final Cut Pro lên đầu tiên và chúng ta chọn vào New Project để mà các bạn có thể tạo được một cái project mới. Và sau khi mà tạo á, thì chúng ta sẽ có một cái mục đó chính là Record with Live Multicam, thì các bạn sẽ chọn vào cái mục này. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có những cái chiếc iPhone mà có thể connect được với cái chiếc iPad này để mà các bạn có thể chọn. Và ở trên iPhone á, thì mình cũng đã có hiện cái iPad rồi, bên này cũng thế, đây. Đó, và các bạn có thể thấy kết nối được một con rồi nè. Đây, đó chính là con iPhone 12 Pro Max này. Ok, mình sẽ chọn là done. Đây, con iPhone 12 Pro Max đang thấy mặt mình khá là rõ. Và bây giờ mình sẽ chỉnh trên con này. Và như vậy thì mình đã có thể kết nối được hai cái chiếc iPhone của mình vào trong cái chiếc iPad này. Và cái và cái frame ở bên phải là frame của con iPhone 12 Pro Max. Đây, như các bạn có thể thấy mình lắc thì nó sẽ lắc theo. Và frame bên này sẽ là của con iPhone 15 Pro của mình. Và khi mà các bạn đã kết nối xong á, thì nếu như cái khung này nó chưa có phù hợp thì chúng ta vẫn có thể chọn vào Clip Rotation để mà các bạn có thể xoay lại cho nó phù hợp với cái khung để mà chúng ta có thể dễ dàng check cái frame ở trên này hơn. Đây, các bạn có thể thấy mình đã xoay lại là 90 độ rồi nè. Ngoài ra chúng ta có thể xoay 180 hoặc là 270. Đó, xoay như thế này mới đúng nè, ở trên cái frame.
trên con máy của mình. Rồi, và sau khi mà các bạn xoay xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhé. Với cái cam số 2 này là cam ở trên con iPhone 15 Pro của mình. Và các bạn sẽ nhìn kỹ vào nó nhé. Khi mà mình tăng chỉnh về cái white balance này nè, thì ở trên iPad của chúng ta nó cũng sẽ được căn chỉnh theo. Và nếu như cái chiếc điện thoại của các bạn nó đang ở xa cái vị trí của các bạn á, thì chúng ta cũng không cần đi đến đó để mà các bạn có thể bấm vào cái nút quay video, mà các bạn có thể bấm trực tiếp ở trên cái chiếc iPad của chúng ta luôn. Và khi mà các bạn bấm á, thì ở trên cả hai con iPhone của mình đang có ở đây thì nó đều đang khởi chạy cái trình quay video với Final Cut Camera. Đó, các bạn có thể thấy ở đây. Đây là một cái tính năng nó khá là tiện lợi với những bạn nào mà chúng ta đang là content creator. Và khi mà các bạn bấm dừng á, thì chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn là dừng ở trên một cam hoặc là dừng trên tất cả các cam. Và sau khi á, mà các bạn dừng cái cam này xong thì chúng ta sẽ có nguyên một cái sụt được cóp thẳng vào cái ứng dụng Final Cut Pro này luôn, để mà các bạn có thể tiện edit ở trên cái chiếc iPad của chúng ta luôn. Nó cực kỳ là tiện lợi với những bạn nào mà chúng ta đã sở hữu một cái chiếc iPad và đi kèm vào đó là một hai chiếc iPhone gì đó, thì các bạn có thể sử dụng cái combo này để mà chúng ta thực hiện cái công việc là quay một mình. Thực ra thì từ trước đến giờ thì mình rất là ít dùng Final Cut, gần như cái tỷ lệ là 0.001% mình dùng Final Cut luôn. Và mình chỉ dùng Premiere hoặc là Cắt Kết là thường xuyên thôi. Cho nên là với cái ứng dụng này thì chúng ta vẫn có thể xuất được cái file này ra dưới dạng là file photo, file MOV, để mà các bạn có thể copy lên những cái ứng dụng, những cái phần mềm khác và chúng ta tiến hành edit. Còn với những bạn nào mà chúng ta đã quen dùng với Final Cut rồi thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thẳng ở trên này để mà các bạn có thể dùng luôn, mà chúng ta không cần phải là copy ra copy vào làm gì cho nó mất công. Và đó sẽ là tất cả những cái tính năng ở trên Final Cut Camera mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Và về cảm nhận của mình á, thì thực ra đây là một cái ứng dụng nó khá là hay, nó rất là phù hợp với những bạn nào đang là content creator và các bạn muốn quay video, muốn quay clip nhưng chỉ có một mình thôi. Và mỗi lần các bạn cần phải check góc thì chúng ta sẽ phải đi ra chỉnh cái điện thoại, rồi sau đó các bạn phải chạy vào. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, các bạn có thể cầm con iPad này ra và các bạn đứng ở ngay chỗ cái camera luôn, chúng ta tiến hành check góc. Và sau đó góc ok, các bạn chỉ việc ngồi lại ngay cái vị trí đó và bấm cái nút ở trên này thì chúng ta đã có thể quay được clip rồi. Và tuy nhiên á, thì bất kỳ một cái ứng dụng nào nó cũng sẽ có điểm yếu của nó. Và với Apple nhá, một cái hãng mà gọi là vào tiền người dùng khá là nhiều, thì khi mà các bạn sử dụng Final Cut Camera thì bắt buộc các bạn cũng sẽ phải cài đặt cái Final Cut Pro vào. Và đương nhiên với Final Cut Pro thì các bạn sẽ bắt buộc phải mua để mà chúng ta có thể sử dụng được, chứ các bạn không thể nào sẽ free. Mình cũng đã đăng ký Final Cut Pro và mình sử dụng nó free trong vòng 1 tháng để mà mình có thể review được cái ứng dụng này cho các bạn. Đó. Và về cá nhân của mình thì đây là một cái combo mình thấy nó khá là tiện lợi nếu như những bạn nào mà chúng ta dư giá về mặt thiết bị. Các bạn đã có một cái chiếc iPad rồi, các bạn đã có 1, 2, 3 cái chiếc iPhone gì đó, và chúng ta sẽ connect nó lại để mà nó không có bị phí phạm cái nguồn thiết bị của các bạn. Tại vì mình đều biết là bất kỳ một cái thiết bị nào mua về, các bạn đều muốn sử dụng tối đa được cái chức năng của nó. Và đây là cách để mà các bạn có thể sử dụng được tối đa chức năng của một cái chiếc iPad và một cái chiếc iPhone, đó, hoạt động cùng một lúc với nhau. Nhưng sẽ có vài điểm như mình đã chia sẻ với các bạn rồi, đó chính là chúng ta phải dùng chung iCloud nè, chúng ta phải dùng chung mạng Wi-Fi nè, và Final Cut Pro thì các bạn sẽ bắt buộc phải mua. Nếu như các bạn dùng free qua hết một tháng thì các bạn sẽ phải mua thôi, nếu như các bạn muốn dùng tiếp đó. Và nếu như mà các bạn muốn dùng free tiếp thì bắt buộc các bạn sẽ phải đổi sang một cái iCloud khác, thì điều này nó sẽ khá là bất tiện. Và đây sẽ là cái điểm duy nhất mà mình cảm thấy nó không có vui vẻ mấy với cái ứng dụng Final Cut Camera này ở trên iPad và cũng như là trên iPhone. Và bạn nào đã trải nghiệm cái combo này rồi thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Và các bạn hãy cho mình biết về cái độ tiện dụng của nó với công việc của các bạn nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.